Đà Nẵng, thành phố năng động và đáng sống, là trung tâm thu hút nhân tài chất lượng cao của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tại đây, Đại học Đà Nẵng được xem là trung tâm giáo dục và đào tạo có chất lượng, luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các thí sinh. Hàng năm, các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng đã đón nhận hàng chục nghìn mẫu đăng ký dự thi. Điều này chứng tỏ vị trí và uy tín trong công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của Đại học Đà Nẵng. Chính vì lẽ đó, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng bên cạnh việc cải thiện chất lượng đào tạo đã không ngừng quan tâm đến việc ăn ở, sinh hoạt của các thí sinh để tham gia dự thi, đặc biệt là trong kỳ thi Phổ thông Trung học Quốc gia năm 2015. Hiện nay, Đại học Đà Nẵng có 5 trường thành viên có khu ký túc xá dành cho sinh viên là Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm, Đại học Kinh tế, Cao đẳng Công nghệ và Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Đây sẽ là chỗ ở lý tưởng cho các thí sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi quan trọng sắp tới. Ký túc xá trường Đại học Bách Khoa có diện tích rộng với 200 phòng, có thể phục vụ chỗ ở cho 1.000 thí sinh, mỗi phòng có sức chứa từ 6 đến 8 người. Ký túc xá trường Đại học Sư phạm và Đại học Kinh tế có 100 phòng, mỗi phòng 6 người, số người tối đa là 600. Ký túc xá trường Cao đẳng Công nghệ có 62 phòng, mỗi phòng từ 6 đến 8 người, tổng số lượng thí sinh tối đa là 500 người. Ký túc xá trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin có thể hỗ trợ được 550 thí sinh với tổng cộng 96 phòng, mỗi phòng 6 người. Khuôn viên rộng rãi. Thoáng mát và tiện nghi. An toàn và vệ sinh. Thoải mái và thân thiện. Các thí sinh sẽ được hỗ trợ mọi thông tin về chỗ ở và sẽ được tạo mọi điều kiện khi đến với ký túc xá các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.